Buổi học của hôm nay chúng ta sẽ tiếp theo buổi học hôm trước. Thì mỗi một buổi như này thì thầy sẽ làm rõ một cái vấn đề của chúng ta để cho con học cho nó hiệu quả. Ở đây như sau, ta có này. Cái nội dung quan hệ chia hết và cái tính chất của tiếp theo nó là dấu hiệu chia hết đúng không? Một của chúng ta là một là quan hệ chia hết và ước của hội. Các con ghi nào. Một quan hệ chia hết. Và ước của bội này. Được chưa? Bây giờ ta sẽ cho hai cái số tự nhiên A và B. Đúng nào? Cho hai số tự nhiên A và B. A và B. Được chưa? Và ở đây chúng ta sẽ lấy một cái điều kiện đó là khắc không đi, được chưa? Cả A và B khắc không. Bởi vì không nó chia cho mọi số tự nhiên. Khắc không. Thì A chia hết cho B khi nào? A chia hết cho B khi nào? A chia hết cho B khi nhá. A chia hết cho B khi là chúng ta có A bằng K nhân với B. Cho nên K thuộc vào N. N sao? Được chưa? A nó bằng KB. Và lúc này K nó thuộc vào N sao? Được chưa? Vậy thì lúc này khi mà a bằng k nhân với b, ví dụ như ở đây chúng ta có là 27 thì bằng 3 nhân với 9, được chưa? Khi a bằng kb thì lúc này chúng ta sẽ có như sau. Lúc này ta có này, khi a bằng kb ta sẽ có như sau. Ta có a là 27 đúng không, là bội của B. Và B nó sẽ là ước của A. Được chưa? A là bội của B và B nó là ước của A. Được chưa nào? Đấy, ví dụ như lúc này. Ví dụ như như thầy ta có như sau. Ví dụ này. 27 thì nó chia hết cho mấy? Chia cho 3. Thì ta sẽ có là 27 là bội của 3. Được chưa? Và 3 thì là ước của mấy? Ước của mấy nào? Ước của 27. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có là cái cách tìm ước và cách tìm bội là như nào? Đấy, vấn đề tiếp theo. Cách tìm ước và tìm bội nào. Ví dụ như bây giờ ta có này, ước của 27 đúng không? Là những số mà 27 chia hết. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy 27 chia 1 thì bằng 27. Có đúng không? 27 chia 2 không chia hết. 27 chia 3 bằng 9. 27 chia 4 không chia hết. 27 chia 5 không chia hết. 27 chia 6 không chia hết. 27 chia 8, 27 chia 9 bằng 3. 27 chia 27 bằng 1. Đúng không? Và lúc này chúng ta sẽ viết ước từ bé đến lớn. Ta có như sau. Ước của 27 thì nó bằng 1, 3, 9, 27. Được chưa? Đấy. Về lý thuyết là như thế, nhưng về bản chất ở đây các con sẽ nhìn thấy rằng là 27 thì nó bằng 9 x 3. Đúng không? 27 bằng 9 x 3. Vậy 9 là ước, 3 là ước. 27 này thì nó dĩ nhiên nó bằng 1 x 27 rồi. Vậy thì chúng ta sẽ có 4 ước, đó là 1, 3, 9 và 27. Được chưa? Bội của 3 thì chúng ta ghi là B mở ngoặc 3. Nó sẽ bằng như sau. Chúng ta lấy 3 x 1 là bằng 3. 3 x 2 là bằng 6. 3 x 3 là bằng 9. Đúng chưa? 3 x 4 là 12. Vân 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 vân. Đấy, chúng ta có vô số các bội. Được chưa nào? Thì đấy là cái cách mà chúng ta tìm ước với tìm bội. Phần thứ hai chúng ta là tính chất chia hết của một tổng này. Một hiệu này. Được chưa? Đấy. Vậy bây giờ có như sau. Cho 3 số tự nhiên. Tự nhiên nha. A, B, M. Được chưa? Và ta cho là mấy cái thằng này nó khác không luôn hết đi. Khác không hết đi nha. Được chưa? Vậy thì bây giờ các con sẽ có như sau. Ta có này. Tính chất chia hết của tổng.
chết cô tổng nào. Ta có nhá. A chết cho em mở. Được chưa nào? B chết cho em mở. B nó chết cho em mở. Thì các con sẽ có ngay là A cộng B nó sẽ chia hết cho M. Được nào? Đó. Anh thứ nhất anh chia hết cho M, anh thứ hai chia cho M thì tổng của hai anh chắc chắn nó sẽ chia cho M. Chúng ta đi vào ví dụ luôn nhé. Đây thầy lấy ví dụ này. 12 thì nó chia hết cho 3. 12 thì nó chia cho 3. 6 thì nó chia cho 3. Được chưa nào? Thì lúc này chúng ta sẽ có này. 6 cộng với 12 bằng 18 thì nó có chia cho 3 không ạ? Có, đúng chưa? Xong nhá. Tiếp theo, ta sẽ có là cái tính chất chia hết của một hiệu. Được chưa nào? Bây giờ thầy có như sau. Bây giờ thầy có là A chia hết cho M, B chia hết cho M. Được chưa? A chia hết cho M và B chia hết cho M. Thì chúng ta sẽ có như sau. A trừ B của chúng ta nó sẽ chia hết cho M. Có đúng không? Ví dụ luôn này, lấy ngay ví dụ kia luôn. 12 nó chia hết cho 3. 6 chia hết cho 3. Vậy các con sẽ có được đó là lấy 12 này trừ đi 6 này, nó bằng 6, nó sẽ chia cho 3. Được chưa? Thì đây nó là cái phần kiến thức mới của năm lớp 6 mà các con sẽ học. Và bây giờ chúng ta sẽ dựa vào cái kiến thức này để chúng ta chứng minh cái yêu cầu đó là các cái dấu hiệu chia hết. Được chưa? Các cái dấu hiệu chia hết. Tức là ở tiểu học thì các con có học là một số chia cho 3 khi tổng các chữ số của nó chia cho 3. Nhưng đó là chúng ta ghi nhận và không chứng minh. Nhưng lên cấp 2 là các con phải chứng minh. Được chưa? Lên cấp 2 các con phải chứng minh. Cụ thể là bây giờ chúng ta sẽ chứng minh các cái dấu hiệu như này. Chứng minh các dấu hiệu như này thì nó sẽ giúp cho các con hiểu rõ bản chất là một. Cái thứ hai, khi gặp những bài toán mức độ nâng cao sau này, các con thi chuyên hay là thi chuyên điều kiện, thì chúng ta có nền tảng kiến thức để xử lý các bài toán liên quan đến số học nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vào đến phần số 3 là như sau. Các dấu hiệu chia hết. Thứ nhất, một là dấu hiệu chia cho 2 là như thế nào nhỉ? Cái số A này này, A chia cho 2 khi A là số chẵn. Được chưa? Đó. A chia cho 2 khi A là số chẵn. Đúng không? B này, A mà chia hết cho A chia cho 5 khi A nó sẽ có tận cùng là 0 hoặc 5. Đúng chưa? 0 hoặc 5. Thì bây giờ các con nhìn lên bảng này. Chúng ta đã học bảng kiểu chương rồi đúng không? 5 x 1 là 5, 5 x 2 là 10, 5 x 3 là 15, 5 x 4 là 20. 5 nhân với bất kỳ một cái số nào. Trong đó nếu như 5 nhân số lẻ tận cùng là 5 và 5 nhân số chẵn thì tận cùng là 0. Vậy thì bây giờ một số có tận cùng là 0 hoặc có tận cùng là 5 chia hết sẽ chia cho 5. Thì đây nó cũng là cái điều đương nhiên. Tiếp theo thứ hai mà chúng ta có thì đây nó chính là vốn liếng của chúng ta. Được chưa? C của chúng ta là cái số A của chúng ta này, nó chia hết cho 3, cho 3 khi mà tổng các chữ số của nó chia cho 3. Được chưa? A chia cho 3 khi tổng các chữ số chia cho 3. Cái dấu hiệu này thì các con A cũng biết. Được chưa nào? Nhưng cái cách chứng minh chúng ta sẽ có một cái ví dụ như sau. Cho số, bây giờ chúng ta sẽ xét với cái số 3 chữ số đi, đúng không? Chứng minh rằng, chứng minh rằng là cái số ABC này này nó chia hết cho 3 khi A cộng B cộng C chia hết cho 3. Đó, các bạn chép vào đi.
Các con chép vào đi để thầy xóa bớt bảng đi để thầy chỉ thầy chứng minh cho nó rộng. Nào bây giờ các bạn lưu ý nhá. Ta có này. Ví dụ chúng ta là như sau. Chứng minh rằng là A ABC của chúng ta chia hết cho 3. Thầy ghi lại cái đề. Khi A cộng B cộng C nó chia hết cho 3, được chưa? Chứng minh rằng ABC chia cho 3. Vậy thì bây giờ ta có như sau này. A BC nó bằng A nhân 100 cộng B nhân 10 cộng BC. Thì nó bằng A nhân với 99 cộng với A cộng B nhân với 9 cộng B cộng với C. Lấy 3 thằng này ra. Được chưa nào? Thì nó sẽ bằng A nhân với 99 cộng B nhân 9 cộng với A cộng B cộng C chưa? Có đúng không? Đó. Thì rõ ràng bây giờ chúng ta có như sau này. Ta có rằng là bây giờ đề bài ở đây là người ta đã cho là ABC chia hết cho 99 rồi. Có đúng không ạ? Đó. ABC chia cho 99 mà A cộng 99 cộng với B nhân 9 nó chia hết cho 3 chưa? À đây là A chia cho 3, đúng không? Ở đây này, do này. Tức là đề bài cho do là A nhân 99 cộng với lại là B nhân 9 nó chia cho 3. Đúng chưa nào? Chia cho 3. Tại vì sao nhỉ? Tại vì 99 chia cho 3 cho nên A nhân 99 chia cho 3. 9 chia cho 3 cho nên là B nhân 9 nó chia cho 3. Đúng không? Do là A nhân 99 chia cho A nhân 99 cộng B nhân 9 chia cho 3 này. Nên để ABC chia hết cho 3 thì cái thằng này nó phải chia cho 3 chứ còn gì nữa. A cộng B cộng C nó phải chia cho 3. Các con hiểu vấn đề chưa? Cái này là cái lớp 5 chúng ta không được học nhá. Vậy đây nó chính là điều phải chứng minh. Viết tắt. Được chưa? Đó. Các con hiểu chưa nào? Chúng ta tách ABC ra làm hai số hạng. Số hạng thứ nhất nó chia cho 3 rồi. Thì để A chia cho 3 thì số hạng thứ hai bắt buộc phải chia cho 3. Từ đó chúng ta có cái điều kiện là ABC này chia cho 3 thì A cộng B cộng C này phải chia cho 3. Đúng chưa? Đấy, từ đó chúng ta mới có cái phát biểu đó là một số chia cho 3 khi tổng các chữ số của nó chia cho 3. Thì đây nó chính là tổng các chữ số của nó này. Đó. À thầy nhầm, chỗ 3. Thầy viết nhầm, được chưa? Để A, B, C chia cho 3 thì A cộng B cộng C nó phải chia cho 3. Được chưa nào? Bây giờ tiếp theo chúng ta sang dữ liệu thứ tư là D đúng không? Cái số A này này nó chia hết cho 9 khi mà tổng các cái chữ số của nó chữ số chia hết cho 9. Được chưa? Ví dụ như sau. Chứng minh rằng ABC chia hết cho 9 khi nào? Khi A cộng B cộng C nó chia hết cho 9. Được chưa? Cái này các bạn tự chứng minh nha. Nó giống như cái kia luôn. Được chưa? Thay cái này bằng 9 là xong. Cái này chia cho 9 này. Vậy thì cái này phải chia cho 9. Được chưa nào? E này là cái số A này chia cho 4. Cho 4 khi nào? Khi hai chữ số tận cùng của A. Tận cùng của A nó chia cho 4. Được chưa? Bây giờ có ví dụ như sau. Ví dụ ở đây đó là thầy cho là số chứng minh rằng ABC nó chia cho 4 khi mà BC nó phải chia cho 4. Được chưa? ABC chia cho 4 khi BC nó chia cho 4. Được chưa nào? ABC chia cho 4 khi BC nó chia cho 4.
Vậy thì ở cái này thì các bạn lưu ý điều gì? Nào, ABC chia cho 4 khi BC của chúng ta chia cho 4 nhé. Vậy thì bây giờ thầy hướng dẫn như sau. Hướng dẫn này. Ta có ABC ở đây nó sẽ là bằng A nhân 100 cộng BC chưa? Đúng không? Do là 100 nó chia cho 4 nên một điều là A nhân 100 nó phải chia cho 4. Từ đó, vậy thì lúc này để ABC nó chia cho 4 thì làm sao? Thì BC này nó phải chia cho 4. Có đúng không? Đó, xong chưa? Thì BC nó phải chia cho 4. Vậy thì đây nó chính là điều phải chứng minh luôn. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có câu F của chúng ta. Tiếp theo nào, F là A chia hết cho 4 này, 4, 8, 25 và 125. Câu F nào, A chia hết cho 8 khi 3 chữ số tận cùng của A nó phải chia hết cho mấy? Chia hết cho 8. Được chưa? Thì thầy sẽ chứng minh thêm cái dấu hiệu chia cho 8. Còn 25 và 125 thì nó tương tự. Được chưa nào? Dấu hiệu của 125 thì nó sẽ tương tự 8 và của 25 thì nó tương tự 4, bởi vì này, 100 chia cho 4 thì bằng 25. Đúng không nào? Ta có ví dụ như sau. Chứng minh rằng thì một cái số là ABCD đi, chia cho 8 khi mà ABC chia cho 8. Đúng chưa? Thì ta có như sau này. ABCD thì nó bằng A nhân với 1000. Phải là BCD sao là ABC này? Lại nhầm, BCD. Được chưa nào? Thì ABCD nó sẽ bằng A nhân 1000 cộng với BCD. Có đúng không? Tiếp theo chúng ta có này. Do là 1000 nó chia cho 8. Suy ra 1000 nhân với A nó phải chia cho 8. Vậy để cho A, B, C, D chia hết cho 8 thì B, C, D nó phải chia cho 8. Được chưa? Đấy, các con hiểu chưa? Thì đó là chúng ta đã chứng minh cho được chia cho 4 và chia cho 8. Và các bạn cần chú ý này, chú ý cho thầy này. Đó là cái dấu hiệu chia hết cho 25 thì nó giống với dấu hiệu chia cho 4. 25 thì nó giống với dấu hiệu chia cho 4. Được chưa? Còn cái dấu hiệu chia hết cho 125. Được chưa? Dấu hiệu chia hết cho 125 thì nó sẽ là giống với dấu hiệu chia hết cho mấy? Thôi được rồi, thầy biết cho nó rõ vào, có lại nhìn thấy ảnh để bảo sao 125 lại bằng 4. Ta có sao? Dấu hiệu chia hết cho 125 thì nó giống với dấu hiệu chia cho 8. Được chưa? Đấy. Vậy là các con đã hiểu cái cách chứng minh chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung bài tập đầu tiên, đó là tìm ước vào bội nhá. Cho số A này nó bằng 2 mũ 2 nhân với 3 nhân với 5. Câu A, tìm tập hợp các cái ước của A. B, tìm tập hợp các bội của BA thỏa mãn lớn hơn hoặc bằng 6/30 và nhỏ hơn 1000. Vậy thì câu này, các cái bài tập mới như này thì thầy sẽ giảng chậm nhé. Đây là phần bài tập mới của chúng ta. Được chưa? Vậy thì bây giờ cái câu A của chúng ta này. Câu A nó bằng như sau. Câu A nó bằng nha. 2 mũ 2 nhân 3 nhân 5 thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 2 mũ 2 nhân 3 nhân 5 ở đây thì nó bằng 4 nhân với 3 nhân với 5. Có đúng không? Đó. Thì nó bằng bao nhiêu? 60 nhỉ? 60. Vậy thì ước của A ở đây, ước của A
nó sẽ bằng ước của 60. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có những cái số như sau. 60 chia 60 bằng 1. Nó sẽ bằng 1 này. 60 chia cho 2 không? Có. 60 chia cho 2. 60 chia cho 3 không? Có. 60 chia cho 3. 60 chia cho 4 không? Có luôn. 60 chia cho 5. 60 chia cho 6. 60 chia cho 7 không? Không. 60 chia cho 8 không? Không luôn. 60 chia cho 9 luôn? Không luôn. 60 chia cho 10 không? Có 10 này. Các con chú ý này, chỉ cần đến 6 này thôi. Còn đến 10 chúng ta không cần phải thử nữa, bởi vì 6 x 10 là bằng 60. Vậy thế đây là 5 thì đây nó phải là 12. Đây là 4 thì nó phải là 15. Đây là 3 thì nó phải là 20. Đây là 2 thì nó phải là mấy? 30. Và đây là 1 nó phải là mấy nào? 60. Đó, thì đó là cái câu A của chúng ta. Vậy thì ở cái câu B như này thì chúng ta sẽ có như sau. Câu B như này các bạn lưu ý nhá. Chúng ta sẽ có hai cách làm. Câu B này, ta có bội của A, tức là bằng bội của 60. Được chưa? Bội của A thì là bằng bội 60. Ta có nhá. Ta có cách 1 này, là bội của 60, các con liệt kê ra. Nó bằng 0 này, 60 này, 120 này, đúng không? Vân vân đến bây giờ nó 630 thì chúng ta liệt đến 600. 660. Có đúng không? 720, 780. Đúng nhỉ? Thầy viết ra này đúng không? Xong rồi 800 mấy? Có 840. 40, 900. 960 và 1020. Có đúng không? Do là 630 nó bé hơn là bằng bội của mấy? Bội của 60. Bé hơn là 1000. Nên chúng ta sẽ có được cái điều gì? Nên chúng ta sẽ có được đó là bội của 60 ở trong trường hợp này nó sẽ là bằng những giá trị nào? Các con lấy nào, 660. Được chưa? 720. Được chưa? 780. 840. Cách 2 của chúng ta nào. Cách 2 nhá. Các con chép xong cách 1 để thầy hướng dẫn cách 2. Cách 2 của chúng ta này, các con lưu ý như sau. Cách 2 đây này. Thầy làm xuống dưới luôn nhá, cho con so sánh luôn này. Cách 2 ta có này. Ta có là bội các cái tập hợp các cái bội của 60 thì nó có dạng là 60k không? Đúng không? Với k thuộc vào gì? K thuộc vào N sao? Có đúng chưa nào? Ta có điều gì? Ta có là 630 nhỏ bằng bội của 60, bé hơn 1000. Có đúng không? Vậy thì lúc này các con sẽ có được đó là 630 nó bé hơn hoặc bằng 60 nhân với lại một số K nhỏ hơn 1000. Có đúng chưa? Chúng ta đi theo cái tính chất đúng không? A chia cho B thì A bằng KB, lúc đó A thì đó là bội của B và B là ước của A. Đúng như nào? Vậy thì lúc này các con sẽ có được cái điều gì? Chúng ta có như sau. Ta có được một điều đó là 630 chia cho K, à cho nhầm, chia 60 nó nhỏ hơn bằng K và nhỏ hơn 1000 chia cho 60. Được chưa? Nếu mà làm được cách này thì các con phải tính ra được là 630 chia cho 60 thì là bao nhiêu, lấy sau 3 chia 6. Đúng không nào? Vậy thì chúng ta có thể dùng máy tính hoặc có thể là nhẩm chia số thập phân giống như lớp 5. Nhưng mà lên cấp 2 chúng ta nên có một cái máy tính để nó hỗ trợ tính toán nhá. Nhưng mà dĩ nhiên rằng là trong những bài như này thôi, chứ đừng có lôi bấm lũy thừa để kiểm kết quả là nó không tính được đâu nhá. 630 chia cho 60 nó bằng 10,5. Nó nhỏ hơn bằng bao nhiêu? K nhỏ hơn mấy? 1000 chia 6 thì nó bằng 1. Ôi trời. 16,6 nhỉ? 16,6. Vậy thì lúc này các con có ngay được là K của chúng ta nó phải thuộc vào những cái giá trị nào? 11. Đúng không? Nó lớn hơn bằng 10,5 thì nó phải là từ 11.
11 này. 12, 13, 14 và 15. 16 nữa nhỉ. 16. Vậy thì khi K thuộc vào cái này mà chúng ta vừa có là bội của 60, nó bằng 60 nhân với K. Đúng chưa? Vậy thì K ở đây, à tầm nhầm, bội của 60 ở đây nó phải thuộc vào những cái giá trị như sau. 11 thì nó phải là 660 chưa? Đúng chưa? Viết lại bên kia luôn, 720 đến 960. Đấy, thì đây là hai cách. Hai cách này để cho các con lựa chọn, các con thích làm cách nào cũng được. Được chưa nào? Hai cách này các con làm cách nào cũng đúng. Một cách thứ nhất là liệt kê. Cách thứ hai chúng ta sử dụng về cái khái niệm của chúng ta. Thế nào là ức, thế nào là bội. Chúng ta tìm ra cái giá trị này, từ đó tìm được bội. Cái này là khoảng chặn, cái này là liệt kê. Bạn nào thích liệt kê thì liệt kê, bạn nào thích làm khoảng chặn thì làm khoảng chặn nhá. Nào, cái trong cái bài tiếp theo chúng ta là bài toán tìm x này. Ở đây là x thuộc bội của 12 và 20 bé hơn hoặc bằng x, bé hơn hoặc bằng 50. Được chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có cách 1 như sau. Cách 1 đó là chúng ta liệt kê. Ta có như sau. Bội của 12 thì nó bao gồm những cái phần tử như nào? Được chưa? 0, 12, 24, 4, 36 đúng không? 48, 60, vân vân. Do này, ta có này, ở đây là x thuộc đúng không? Bội 12. Vậy thì bây giờ do này là x của chúng ta là nó nằm ở trong cái khoảng chặn là 20 bé n bằng x bé n bằng 50. Nên ở đây các con sẽ có được cái điều gì? Nên đây ta có như sau. Ta có là x ở đây nó sẽ thuộc vào một cái tập hợp bao gồm các phần tử như sau. 24. Được chưa? 36 và 48. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai nào. X nó thuộc bội của 12 thì nó sẽ là bằng cái dạng là bằng 12k. Đúng không? Do là 20 bé hơn là bằng x bé hơn là bằng 50. Nên 20 nó sẽ nhỏ hơn là bằng 12k nhỏ hơn bằng 50. Các con sẽ có được đó là lấy 20 chia cho 12 nó sẽ bé nó bằng k và bé nó bằng 50 chia cho 12. Ta sẽ có là 1,6 này. Nó nhỏ nó bằng k, nó nhỏ nó bằng bao nhiêu? 50 chia cho 12 bằng 4,1. Có đúng không? K của chúng ta thuộc vào n sao. Được chưa nào? Vậy thì lúc này k của chúng ta nó sẽ bằng bao nhiêu? 2 3 4. Vậy thì k bằng 2 3 4 thì suy ra x nó bằng 12k. Nó sẽ thuộc vào cái tập hợp bao gồm gì? 12 x 2 là bằng 24. Tiếp theo là 36, tiếp theo là 48. Các con hiểu vấn đề chưa? Đó, đây là câu A nhá. Câu B của chúng ta nào. X thuộc ức của 20 và x lớn 8. Ok, ta có như sau. Ta có là ước của 20 nó bao gồm những cái phần tử như nào? Được chưa? 1, 2, 4, 5, 10 và 20. Đúng chưa? Thì suy ra x của chúng ta nó phải thuộc vào cái tập hợp 1, 2, 4, 5, 10 và 20. Tiếp theo là điều kiện là x phải lớn hơn 8. Vậy x nó bao gồm những giá trị nào? X nó bao gồm hai giá trị là 10 và 20. Các con hiểu chưa? Nào, trong cái bài tiếp theo của chúng ta thì đề bài như sau. Tìm tất cả các số tự nhiên x sao cho A là x chia cho 15. Đúng không? Ta có là x chia hết cho 15. X chia hết cho 15. X nó sẽ thuộc bội của mấy? Vậy thì bây giờ x nó thuộc bội 15 đúng không? Thì nó sẽ bằng những giá trị nào? 0, 15. Tiếp theo
30, 30 45 45 đúng chưa nào? 30 45 30 này, 0 này, 15 30 45 này, 60 này, 75 này, đúng chưa? 90 này, 105 này, 120 này, đúng chưa nào? 120 135 150 vân vân. Vậy thì bây giờ ta sẽ có được cái điều gì? Ta có được ở đây này, lúc này chúng ta sẽ có được là do là 45 nó nhỏ hơn x, nhỏ hơn 130 mấy, 136. Suy ra thì suy ra ta có như sau này. Ta có là lớn hơn 45 đúng không? Thì ta phải lấy từ 60. X nó mới thuộc ở đâu? 60 là 1 này, đúng chưa? 75 là 2, 90 là 3, 105 là 4, 120 là 5, có đúng chưa? 135 là 6. Chúng ta sẽ có mấy cái giá trị như này. Để chờ, đây là câu A. Vậy ta sẽ có mấy giá trị? 1, 2, 3, 4, 5, 6 giá trị. Được chưa nào? Tiếp theo, cái câu B của chúng ta nào? Là 18 chia cho x nhỉ? 18 chia cho x thì x nó phải thuộc tước của mấy? Tước của 18, đúng không? X thuộc tước của 18 thì bao gồm những cái phần tử 1 này, 1 này, được chưa? 2 này, 3 này, 4, 5 không được, 6, 9 và 18, đúng không? Và x của chúng ta là do là x lớn 7, do x lớn 7 nên x ở đây nó sẽ thuộc vào những giá trị nào? 9 và 18, được chưa? Ok, thầy thấy các con làm tương đối tốt rồi đấy. Ở trong bài toán đưa về tìm ước thì trước khi đưa đi vào những cái dạng bài tập mà như cái kiểu như kia, thầy sẽ cho chúng ta tìm một ước trước, được chưa? Thầy sẽ có ví dụ như sau. Tìm x thuộc n, tìm x thuộc n biết. Câu A này, đó là 3x trừ 2 nó thuộc ước của 6, được chưa? Câu B ở đây, đó là 2y trừ 3, à 2 x và y đi, là 2y trừ đi 3 nó thuộc ước của 7 đi, được chưa? Hai cục 1, câu C nó thuộc ước của mấy? Ước của 10. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có ba cái câu này. 2y trừ 3 nó thuộc ước của 7. Vậy thì ở trong cái bài tập này thầy hướng dẫn như sau, thầy hướng dẫn giải như sau này. Các con có câu A này. Câu A chúng ta đây như sau. Ta có là 3x trừ 2, 3x trừ 2 nhá, 3x trừ đi 2 nó thuộc ước của 6. Ước của 6 thì nó bao gồm những cái giá trị như sau. Nó sẽ là 1, 2, 3, 6, đúng không? Vậy thì bây giờ 3x của chúng ta có thể bằng 2, bằng 3x trừ 2 có thể bằng 1, 2, 3 và 6. Vậy chúng ta sẽ lập bảng như sau. Các con quen dần với lập bảng này. Lập bảng là tiểu học, lập bảng này ở tiểu học là các con cũng chưa biết lập, chưa lập chứ không phải là chưa biết lập, chưa dùng nhiều. Cho nên là khi mà nhìn thấy cái bảng như này thì các con nhìn nó đang bị lạ mắt, nhưng bây giờ các con nhìn nhá, ta có đây là 3x trừ 2, được chưa? Đó, 3x trừ 2 bằng 1, 3x trừ 2 bằng 2, 3x trừ đi 2 bằng 3, được chưa? 3x trừ 2 bằng 6, đây là x, được chưa? Bây giờ các bạn chú ý một chút nhá. Bây giờ ở đây là cái ví dụ đầu tiên thì thầy ghi rõ cho các con nha. À, chúng ta nháp đi, đây là nháp này, nháp này. 3x trừ 2 bằng 1 thì suy ra 3x bằng mấy nào? 3x bằng 3, được chưa? Tiếp theo x bằng bao nhiêu? X bằng 1. Đó, khi 3x trừ 2 bằng 1 thì 3x bằng 3, và lúc này x sẽ bằng mấy?
x sẽ bằng 1. Được chưa nào? Tiếp theo ở đây là 3x trừ 2 bằng 2. Suy ra 3x bằng mấy? Bằng 4. Khi 3x bằng 4 thì x của chúng ta ở đây nó sẽ bằng 4 phần 3. Được chưa? 4 phần 3. 3x trừ 2, 3x trừ đi 2, 3x trừ 2 nó bằng 3. Thì suy ra một điều, 3x trừ 2 bằng 3 thì 3x bằng 5, thì x nó sẽ là bằng 5 phần 3. Được chưa? 5 phần 3. 3x trừ 2 bằng 6, thì suy ra một điều, đó là 3x bằng 8. Suy ra x bằng mấy? 8 phần 3. Đúng không? Mà ở đây x và y thuộc vào n. Suy ra một điều, chúng ta hoàn toàn có thể kết luận là vậy x ở đây của chúng ta nó sẽ bằng bao nhiêu? Vậy thì x ở đây nó sẽ là bằng mấy? Bằng 1. Được chưa? Đó. Thì đây đó là cái bài toán mà chúng ta đưa về tìm ước. Đúng không? Bài toán liên quan đến các bài toán liên quan đến ước bội. Ta có câu B của chúng ta này. Là 2y trừ 3 này. Trừ 3 thuộc ước của 7 này. Thì 2y trừ 3 nó sẽ thuộc mấy? 1 và 7. Đúng không? Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có hai giá trị của 2y trừ 3. Được cái nào? Nếu như cách 1, chúng ta có thể trình bày theo hàng ngang. Đó là 2y trừ đi 3 nó bằng 1. Suy ra 2y bằng mấy? 2y bằng 4. Thì con sẽ có là y bằng 2. Y bằng 2 thì có thỏa mãn là số tự nhiên không? Có, đúng không? Tiếp theo là 2y trừ 3 ở đây nó bằng 7. Thì 2y bằng mấy nào? Bằng 10. Lúc này y bằng 5. Ok, thỏa mãn. Vậy chúng ta sẽ có được, đó là y nó phải thuộc vào một cái tập hợp gồm hai phần tử, đó là 2 và 5. Được chưa? Tiếp theo, cái cách thứ hai ở đây là cái cách lập bảng. Cái cách lập bảng ấy, thì tại sao người ta lại phải lập bảng? Bởi vì nếu như ở đây là chúng ta đang có là hai giá trị, chứ nếu như ở đây chúng ta có 10 giá trị thì con sẽ làm 10 ô như này thì nó sẽ rất dài. Vậy lập bảng thì nó sẽ, với bản chất nó là thế này, nhưng mà nó sẽ trình bày dưới dạng nó làm gọn gàng hơn. Được chưa? Và các con phải quen mắt, các con đang bị lạ mắt ở cái bảng như này thì nó luôn là như thế luôn. Chúng ta đang bị lạ, đúng không? Rõ ràng khi đến một cái môi trường lạ, thầy cũng thế, bất kể ai cũng thế, chúng ta sẽ có những cái sự nó ngỡ ngàng. Và lúc này chúng ta phải nhìn đi nhìn lại để chúng ta không bị lạ nữa. Được chưa nào? Ta có như sau. Ta có đây, đó là 2y trừ 3 của chúng ta nó sẽ là bằng như này. Nó sẽ bằng 1. Đúng không? 7. Tiếp theo là y của chúng ta. 2y trừ 3 bằng 1 thì y sẽ bằng mấy? Y bằng 2. Anh em bằng 5. Vậy lúc này y đấy nó sẽ thuộc vào đâu? Y sẽ thuộc vào 2 và 5. Đấy, ok. Vậy là chúng ta xong câu B. Nào, bây giờ ta có như sau này. Ta có đây này, x của chúng ta, đúng không? Câu C này, 2x gì cộng 1 nó thuộc ước của 10. Có đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ có này, 2x cộng 1 nó phải thuộc vào một cái tập hợp, đó là 1, 2, 5 và 10. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta sẽ lập bảng như sau. 2x cộng 1, được chưa? Nó sẽ bằng các giá trị là 1 này, 2 này, 5 này, 10. Được chưa? 2x cộng 1 nó sẽ bằng giá trị là 1, 2, 5, 10. Vậy x của chúng ta nó sẽ bằng mấy? X nó bằng 0. X nó sẽ là bằng 1 phần 2. 1 phần 2. X nó bằng 2. Vậy x nó sẽ bằng mấy nữa? 9 phần 2. Đúng không? Vậy x của chúng ta nó phải thuộc vào hai cái giá trị 0 và 2. Được chưa? Vậy bây giờ các con cần chú ý ra có sau cách 2. Cách 1 này. Cách 2 các con lưu ý này. Khi nó có 2x cộng 1, các con rất để ý thầy nhá. Ở đây nó cho là 10, nhưng mà nó cho 18 cái là mệt đấy. Hay nó cho là 25 là mệt đấy, đúng không? 18 là mệt rồi.
Vậy bây giờ các con rất lưu ý này. Ta có là 2x cộng 1 của chúng ta. Nó thuộc ước của 10. Đúng không? Nó sẽ là bằng những giá trị đó là 1, 2, 5 và 10. Đúng chưa? Nhưng mà 2x cộng 1 của chúng ta đây nó bằng lẻ. Cho nên chúng ta chỉ chọn các cái giá trị lẻ thôi. Đúng chưa nào? Vậy thì 2x cộng 1 ở đây, 2x cộng 1 ở đây nó phải thuộc vào hai cái giá trị là 1 và 5. Đúng chưa? Đó. Và đến đây chúng ta sẽ có ngay đó là khi 2x cộng 1 thuộc giá trị 1, 5 thì lúc này ta sẽ có là x của chúng ta nó sẽ thuộc vào đâu? 0 và 2.